Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong những ngày qua, trên kênh thông tin Biển Đông, chúng ta đã được cập nhật liên tục tình hình nóng bỏng từ bãi tư chính tới quần đảo Trường Sa khi Trung Quốc liên tục có các động thái mới xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Có thể điểm qua một số diễn biến chính như sau. Từ đầu tháng 5, trong khuôn khổ cuộc diễn tập trung hải quân ASEAN Ấn Độ với sự tham gia của 9 tàu chiến, bao gồm tàu hộ vệ không 15 trận hướng đảo của Hải quân Việt Nam trên Biển Đông. Trong khoa mục thực binh ngày 8 tháng 5, khi biên đội 9 tàu chiến đang di chuyển ở khu vực ngoài khơi Nam Biển Đông trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, bất ngờ giáp mặt với nhóm 5 tàu cá vũ trang của Trung Quốc. Tình hình căng thẳng tới mức tàu tuần tra của Hải quân Brunei đã rời khỏi đội hình để tránh đối đầu. Nhiều tàu khác của Hải quân ASEAN tắt định vị hàng hải, riêng Việt Nam vẫn để định vị, dẫn đầu đội hình tiến về phía trước. Nhận được thông báo, tàu kiểm ngư 414 thuộc chi đội kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ trực trọng điểm, nhanh chóng cơ động tới hiện trường, ngăn cản các tàu dân binh Trung Quốc. Rạng sáng ngày 9 tháng 5, các tàu dân binh này đã rút về bảo vệ tàu khảo sát Tường Dương Hồng 10 đang tiến về bãi cạn Thư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước tình hình này, lực lượng kiểm ngư lập tức điều động tàu 472 tới hiện trường để chi viện cho tàu 414. Rạng sáng ngày 10 tháng 5, Trung Quốc tiếp tục điều 4 tàu dân binh di chuyển về đá chữ thập quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục điều tàu 475 tới hiện trường. Cùng với đó, chúng ta huy động các tàu cá vũ trang tới khu vực để truy cản các tàu Trung Quốc. Rạng sáng ngày 11 tháng 5, nhóm tàu Tường Dương Hồng 10 cùng với các tàu hộ tống rời khỏi bãi cạn Tư Chính đi về phía Bắc, hướng ra khỏi vùng biển Việt Nam. Để canh chừng hội những người thích lật mặt, các tàu kiểm ngư 414, 475 và tàu cảnh sát biển 7011 của Việt Nam cũng bám đuổi nhóm tàu này. Quả đúng như dự đoán, rạng sáng ngày 12 tháng 5, nhóm tàu Trung Quốc khi tới gần ranh giới biển Việt Nam-Trung Quốc bất ngờ quay trở lại, hướng về Tư Chính. Hiện nay, các tàu cung vụ Việt Nam đang tiếp tục quần thảo với nhóm tàu Tường Dương Hồng 10 trên khu vực biển miền Trung. Trong khi đó, tại khu vực Trường Sa, từ ngày 13 tháng 5, tàu khảo sát Tường Dương Hồng 31 bắt đầu xâm phạm vùng biển Việt Nam với sự hộ tống của 6 tàu dân binh Trung Quốc. Có thể nói là tình hình khu vực Biển Đông hết sức căng thẳng sau một thời gian dài tương đối êm thấm kể từ tháng 2 năm ngoái tới nay. Hoạt động trái phép của tàu Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam ngay lập tức đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Và như thường lệ, bên cạnh lời động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ truy cản tàu Trung Quốc, vẫn còn đó những thắc mắc vì sao truyền thông nhà nước Việt Nam không lên tiếng, không tường thuật vụ việc. Thực tế, đúng là như vậy. Hầu như các thông tin được kênh VNDF Biển Đông đăng tải, cũng như Vietnam Defense đăng tải, được lấy từ các nguồn theo dõi hệ thống định vị hàng hải quốc tế IAS truyền tải tới các bạn. Còn về truyền thông nhà nước ta, tới thời điểm này vẫn im lặng. Có thể nói, hầu hết các hoạt động đấu tranh của ta trên thực địa thường chỉ được những người như chúng tôi thuật lại dựa trên các phân tích của chuyên gia nước ngoài, chứ không phải là báo đài trong nước. Tiêu biểu nhất là sự kiện Trung Quốc kéo hàng trăm tàu cá vỏ thép vào vùng nước bên trong đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa vào đầu năm 2021. Người dân nước ta chỉ biết tới khi truyền thông Philippines lù loà. Ở Việt Nam, chỉ có báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là hai tiếng nói khá mạnh về biển đảo và hay có loạt bài giá trị về tình hình Trường Sa, đặc biệt là các loạt bài của tác giả Mai Thanh Hải trong các chuyến công tác tới Trường Sa. Xong, trong sự kiện Ba Đầu và nhiều sự kiện khác, họ cũng chỉ lên bài bình luận khi sự việc đã qua đi khá lâu, hầu như không cập nhật theo thời gian thực. Chỉ có năm 2014, một lần duy nhất và cực kỳ hiếm hoi khi báo chí nước ta được phép chạy hết công suất, cập nhật 24/24 hoạt động đấu tranh của cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tôi còn nhớ, một buổi chiều nóng nực năm 2014, khi đọc thông tin được cơ quan nhà nước cung cấp, chúng tôi đã tim đập chân run khi nghe được thông tin hiện trường. Tôi nhớ, báo cáo đầu tiên được gửi cho tòa soạn, ta đã điều 35 tàu công vụ để đấu với hơn 100 tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan Hải Dương 981. Chúng tôi thực sự run bởi chưa bao giờ cơ quan nhà nước cho phép báo chí tiếp cận các thông tin cập nhật nóng từ thực địa như vậy. Đó cũng là một minh chứng rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ chủ quyền bất chấp quan hệ với Bắc Kinh. Và kể từ ngày hôm đó, chúng tôi lần đầu tiên trong đời hoạt động báo chí được phép cập nhật 24/24, 24/7 mọi hoạt động đấu tranh của quân ta. Tuy nhiên, đó là lần duy nhất, còn từ năm 2014 tới nay, mọi hoạt động đấu tranh trên thực địa hiếm khi được phép đăng tải thoải mái. Điều này đã khiến một bộ phận dư luận cảm thấy khó hiểu, nhân đó, các thế lực thù địch lại có cách cớ để tuyên truyền thông tin sai lệch, cho rằng Việt Nam sợ Trung Quốc nên không dám làm nóng vấn đề, rồi thì 16 chữ vàng mà không làm được gì à. Nói chung là mấy cái luận điệu cũ rích đến hẹn lại lên. Tuy nhiên, trước khi đi vào việc giải thích vì sao, tại sao Việt Nam làm như vậy, chúng tôi có thể khẳng định rằng, dù Việt Nam không đao to búa lớn trên báo chí, nhưng chúng ta luôn làm tốt hơn anh bạn Philippines, vốn thích dùng beng mọi chuyện, nói năng, đao to búa lớn. Có hai luận điểm quan trọng mà chúng tôi cho rằng, Việt Nam không cần phải đao to búa lớn trên truyền thông. Thứ nhất,
xung đột tranh chấp giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Trung Quốc dù sao vẫn mang tính chất cục bộ, chưa phải là hoạt động có tính chủ ý, sử dụng lực lượng vũ trang, binh khí kỹ thuật hạng nặng. Thay vào đó, các va chạm mới chỉ dừng lại mức độ bán quân sự và dân sự. Chủ yếu, ta và đối phương thực hiện các hoạt động đấu trí, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mềm làm thất bại âm mưu của đối phương, mà thực ra phía Trung Quốc cũng ngầm hiểu rõ quy tắc này. Nên nhớ rằng, ta không nói, Trung Quốc cũng coi như không biết những gì đang xảy ra trên biển. Đặc biệt, cần phải hết sức lưu ý, ngoài các xung đột tranh chấp, cần xét tới quan hệ hai nước sau chủ nghĩa láng giềng hiện nay. Hiện nay, Trung Quốc là một trong bốn quốc gia được Việt Nam xếp vào nhóm đối tác chiến lược toàn diện, tức là hai bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi, đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên xác lập cấp độ quan hệ này với Việt Nam vào năm 2008, tiếp theo là Nga năm 2012, Ấn Độ năm 2016 và Hàn Quốc năm 2022. Còn Mỹ mới chỉ nằm ở cấp độ đối tác toàn diện là quan hệ thông thường giữa các chủ thể đã có một hoặc một vài mặt nào đó đạt được mức chiến lược nhưng chưa có sự đồng đều giữa các mặt hợp tác. Và hiện nay, Mỹ muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược chứ chưa tới đối tác chiến lược toàn diện. Vì vậy, việc cơ quan ngôn luận đưa thông tin quấy rối của Trung Quốc sẽ khiến cho tâm lý người dân đặc biệt căm ghét, thù hằn tới mức tồn tại tư tưởng bài hòa, tạo ra mối hiểm khích không đáng có. Đây cũng là một trong những lý do dẫn tới cuộc chiến tranh bi thương ở Ukraine khi mà bộ máy tuyên truyền của Kiev ngày đêm tạo ra một nước Nga hung hăng, hiếu chiến, dẫn tới tình trạng bài Nga, hận thù Nga và cái gì đến thì cũng phải đến. Hậu quả để lại sẽ là dành cho người dân là kinh tế đất nước không chỉ hiện tại mà là hàng chục năm nữa. Tôi nói thế này cho đơn giản. Hai nhà hàng xóm với nhau, sát vách, sát tường nhau vì mâu thuẫn hiểm khích mà ngày ngày vác loa chửi nhau, gây rối nhau, nhà này bán hàng, nhà kia phá và ngược lại. Các bạn thấy vậy thì có sống vui vẻ được không? Và không thiếu câu chuyện trong xã hội hiện nay, hàng xóm láng giềng vì chút hiểm khích sẵn sàng dùng hung khí giải quyết để rồi được cái gì? Nước mắt kẻ đi người ở, vui không, sướng không, thỏa mãn không? Đó là chưa kể, Trung Quốc, nó đã làm gì mình chưa? Nó đã đem tàu chiến tấn công tàu công vụ của Việt Nam chưa? Tính đóng vai anh hùng à? Anh hùng dâm. Điều tối kỵ là một nước nhỏ đi gây chiến với một nước lớn trong khi bên kia còn chưa làm gì. Thế khác nào đào mồ chôn mình? Gây chiến trước, khác nào giúp họ có một cái cớ để phát động chiến tranh, áp đặt lệnh trừng phạt, đẩy hai nước vốn đang hòa bình bước vào vòng xoay chiến tranh. Chưa kể, nước gây chiến còn hứng chịu búa rìu dư luận quốc tế, có hỏa điên mới làm vậy. Tôi không biết những người to mồm sao không đem tàu chiến ra giải quyết tàu Trung Quốc, sao không đánh nhau đi, có ở Việt Nam không, có học địa lý không, hay có từng được nghe về chiến tranh chưa? Nhưng các người nên nhớ rằng, Việt Nam có đường biên giới dài gần 1.500 cây số với Trung Quốc, hàng ngày, hàng giờ đang có hàng triệu người dân các tỉnh biên giới làm giàu nhờ quan hệ giao thương với Trung Quốc. Và trong lịch sử, cũng chính họ, người thân gia đình họ từng nếm trải đau thương khi chiến tranh nổ ra năm 1979. Tôi cũng có người thân ở Lạng Sơn và họ từng kể cho tôi những điều đã xảy ra khi đó, họ thấu hiểu chiến tranh là như thế nào. Còn với ai đó chơi được vài ván game, xem được vài video chiến tranh rồi chém gió trên bàn phím, phải đem tàu chiến ra đánh nó chứ. Chiến tranh không phải trò chơi, chết là hết, không có hồi máu đâu. Trung Quốc dù có hống hách, ngang ngược nhưng đây đều là các hành động mang tính chất cục bộ và nhỏ lẻ, không mang tính chiến lược có thể tác động tới tình hình, thế cục toàn bộ Biển Đông hay khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, chưa cần thiết để báo chí phải liên tục đưa tin bài về các hoạt động đấu tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc một cách thường xuyên bởi ai cũng hiểu rằng đây không phải là các vấn đề mới mà nó đã tồn tại dai dẳng nhiều năm. Trung Quốc cũng là một đối tác làm ăn lâu năm của Việt Nam, có sự hợp tác đa phương, đa lĩnh vực và cực kỳ quan trọng. Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc là cần thiết. Nếu ai đó cảm thấy mối quan hệ song phương này là không cần thiết, hãy thử nhìn lại 2 năm đại dịch Covid-19. Trung Quốc đóng cửa biên giới xem hậu quả là gì. Hàng hóa nông sản ùn ứ không thể xuất khẩu, nông dân lao đao vì mất mối. Các mẹ bán hàng online, shop quần áo giá rẻ, đóng cửa tràn lan, có ai thấy không ạ? Hay là sống chết mặc bay, nó chưa sướng mồm đã. Du khách Trung Quốc vắng bóng ở các vùng du lịch trọng điểm, nhiều địa phương cũng thất thu lớn từ các dịch vụ, cùng với đó là ti tỉ các tác động lớn nhỏ khác. Vì vậy, không thể hy sinh toàn bộ mối quan hệ song phương quan trọng để tạo ra sự thù hằn dân tộc thông qua các cuộc xung đột cục bộ. Ngoài ra, lý do thứ hai mà truyền thông Việt Nam vẫn chưa có những hoạt động đưa tin rầm rộ từ hồi năm 2014, một phần cũng vì kể từ đó cho tới nay chưa có bất cứ một sự việc nào có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tương tự diễn ra. Trong gần một thập kỷ qua, hầu như không có bất cứ một cuộc đụng độ trên biển nào giữa Việt Nam và Trung Quốc mà hai bên lại huy động từ vài chục cho tới cả trăm tàu các loại đâm va, phun vòi rồng hay uy hiếp nhau trên biển. Đáng kể và nổi bật nhất gần đây khi Bắc Kinh điều 5 đến 7 tàu hải cảnh cố gắng ngăn cản hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí của giàn khoan Hakuryu 5 tại lô 06.1 bể 5 Côn Sơn năm 2019.
Khi đó, Việt Nam đã rất cứng rắn khi thầm lặng đưa 30 tàu đánh chặn. Như đã biết, dù truyền thông không lên tiếng, nhưng Việt Nam đạt được mục tiêu là ngăn cản thành công hoạt động quấy phá của tàu Trung Quốc. Rồi sự kiện ba đầu năm 2021, phía Trung Quốc gần như không có phản ứng đáp trả gay gắt, mà sau một thời gian, nhóm tàu này tự tản ra khắp vùng biển Trường Sa. Cũng cần lưu ý rằng, các phương tiện truyền thông mang tính kiểm duyệt chính thống của Trung Quốc cũng không hề thường xuyên đề cập tới tình hình tranh chấp cục bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông. Thậm chí, khi được hỏi đến, một số người Trung Quốc còn thực sự ngạc nhiên khi họ chưa từng được nghe qua việc xảy ra đụng độ trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nói chung, về mặt cấp chính phủ, hai bên từ lâu đã cùng thi hành một chính sách tay bắt mà chân đá. Nói nôm na là, hai bên vẫn bắt tay, tươi cười, vẫn nói về việc hợp tác, nhưng hai chân thì ngầm đá nhau dưới gầm bàn. Có thể nói, Trung Quốc ngầm hiểu rằng họ cần Việt Nam, một quốc gia láng giềng quan hệ tốt đẹp, vẫn hơn là một kẻ bất trị như một cái đinh sẵn sàng đóng vào lưng rồi trở thành ổ nhiễm trùng. Do đó, trong nhiều hành động, họ về mặt công khai cũng không làm nóng vấn đề mà chỉ đơn thuần là lặng lặng làm. Còn Việt Nam chúng ta từng nếm trải lịch sử đau thương khi xung đột biên giới nổ ra thập niên 70-80 đã dạy cho chúng ta những bài học đắt giá về cân bằng quan hệ với nước lớn. Chính sách 4.0 hiện nay là đúc kết từ những kinh nghiệm xương máu của ông cha ta suốt nhiều năm xung đột chiến tranh. Chúng ta thừa hiểu rằng nếu biên giới mà không yên ổn, sao mà người dân làm ăn được, kinh tế phát triển được, cho nên chúng ta chọn chính sách ôn hòa ngoài mặt, cứng rắn bên trong, nói ít làm nhiều. Chắc gì nói to đã đạt được mục tiêu, trong khi người ít nói thường hay làm và họ làm hiệu quả. Và thực tế, bao năm qua, Việt Nam đã chứng minh đó thôi. Đôi điều chia sẻ, chúng tôi mong các bạn thấu hiểu những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, của các lực lượng vũ trang. Còn về phần chúng tôi, mấy ông YouTuber câu view, chúng tôi được coi là kênh thông tin không chính thống. Tuy nhiên, việc chúng tôi được tồn tại, được nói cũng là một cách đấu tranh trong nóng, ngoài lạnh.